đẹp người xấu nết. Wow, biển đẹp quá, mát quá anh à. Đây là vùng biển sạch đẹp nhất ở khu vực này đó em à. Thật may là nhờ có anh đi công tác ở đây, cho nên em mới được biết tới vùng biển này đó. Thích quá đi. Đối tác lần này của anh chính là đơn vị chủ quản của khu du lịch này phải không? Đúng vậy, ông chủ của công ty này đã gần 30 năm gây dựng nơi này, để biến nó thành khu du lịch số 1 trong khu vực. Ngày mai anh sẽ gặp ông ấy để chốt hợp đồng. Thôi, chúng ta qua đó ngồi nghỉ một lát đi. Dạ. Thôi chết rồi, em để quên đồ bơi ở trong xe rồi. Không sao, để anh quay lại lấy đồ. Vâng. Cô ơi, ngay phía sau kia có thùng rác, sao cô không bỏ vào đó? Ô hay, tôi mất tiền ra đây nghỉ ngơi, tôi muốn làm gì thì làm chứ. Ông chỉ là một người nhặt rác, sao lại dám nói những lời đó với tôi? Ông có biết tôi là ai không hả? Cô là ai, vẫn phải có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng chứ. Vả lại, ở đây còn có biển cấm vứt rác bừa bãi đấy. Ông, này nha, tôi chỉ cần nói một tiếng với ban quản lý khu du lịch này là ông sẽ mất việc luôn đó. Có chuyện gì vậy em? Ông ta dám yêu cầu em không được vứt rác ở đây. Thật nực cười. Ông ta là ai chứ? Chỉ là người nhặt rác thôi mà. Ồ, chú Thanh. Anh quen người này hả? Đây chính là chú Thanh, chủ nhân của khu du lịch này. Người mà anh đã nói với em lúc trước đó. Đây là vợ của cậu sao? Dạ, đây là vợ cháu ạ. Cháu chào chú. Mà sao chú lại ở đây? Lại còn nhặt rác thế này ạ? Đây là việc tôi vẫn thường làm vào mỗi buổi chiều. Để khu du lịch do mình mất bao công sức gây dựng nên bị nhếch nhác bởi rác thải, tôi xót lắm. Ôi, chú khiến cháu bất ngờ quá. Một người bình thường làm công việc bình thường, có gì đâu mà bất ngờ. Nhưng mà việc này lạ quá. Cháu có thấy vị giám đốc nào lại đi nhặt rác bao giờ? Ai cũng có thể làm như vậy nếu thật sự biết nghĩ cho môi trường. Lúc này tôi không phải là giám đốc hay ông chủ gì cả, tôi chỉ là người nhặt rác thôi. Dạ, có phải là do cháu đã không phải phép nên làm chú giận không ạ? Thực tình, cháu cứ nghĩ chú chỉ là một người nhặt rác. Chứ nếu biết chú là giám đốc khu du lịch, lại là đối tác của nhà cháu đây thì cháu đã... Kìa em! Thôi, tôi không để ý đâu. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Hai vợ chồng cứ vui chơi thoải mái đi nha. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp cậu trong cuộc họp ngày mai. Dạ. Cháu chào chú. Cháu chào chú ạ. Em à, trước khi anh tới đã có chuyện gì vậy? Em, tại em không biết ông già nhặt rác đó lại là ông chủ khu du lịch này nên đã lớn tiếng. Không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không nữa. Chú ấy là người hòa nhã, tuy là ông chủ lớn nhưng rất khiêm tốn, luôn quan tâm tới người khác và sống có trách nhiệm với xã hội. Chú ấy là thần tượng của anh đấy. Vâng, nói chuyện với chú xong em thấy rất xấu hổ. Em sẽ nhớ mãi bài học hôm nay. Hạnh phúc mang tên mình. An, đứng lại đã nào. Hôm nay chúng mình hẹn nhau tập văn nghệ, chuẩn bị cho buổi diễn mừng ngày 20 tháng 11. Cậu quên hả? Tớ
tớ sẽ biểu diễn tiết mục cá nhân mà, tớ không tham gia tiết mục tập thể đâu, đang chán lắm. Cậu sao vậy? Hay là cậu buồn vì chuyện điểm môn sinh học? Ừ, tớ được có 5 điểm đây này, cô còn bắt về làm lại nữa. Đấy là bài tập nhóm, mà không hiểu sao tớ thấy lớp mình có nhiều bạn lại tự làm một mình. Hôm trước tớ đã rủ cậu vào nhóm rồi mà cậu không nghe cơ. Nhóm tớ hôm nay được 9 điểm đấy. Ừ, thì tớ thích tự làm hơn. Tự dưng dạo này lại sinh ra nhóm làm gì cơ chứ? Hai em bàn luận gì với nhau mà sôi nổi thế? Dạ, chúng em chào cô. Chúng em đang bàn về bài tập nhóm vừa rồi cô ạ. À, bài tập hôm nay nhóm Linh làm rất tốt. Còn An thì mới hoàn thành được một nửa phần bài. Bình thường An học rất khá. Cô rất hy vọng vào phần bài nhóm em sẽ phát huy khả năng, mà lại không được như thế. Nhóm An có những ai nhỉ? Dạ, em tự làm một mình, nhiều bạn khác cũng thế mà cô. Em thích các bài tập cá nhân hơn. Tự mình làm điểm cao hay thấp đều là của mình. Còn cùng làm nhóm thì... Thế còn Linh, em nghĩ sao về bài nhóm? Dạ, em thì rất thích ạ. Nhóm em mỗi người nhận một nhiệm vụ, cùng nhau làm kết quả rất tốt. Nhưng đúng là có nhiều bạn lại không thích cô ơi. Linh ơi, An ơi. Dạ, em chào cô ạ. Hôm nay chúng mình hẹn tập văn nghệ mà. Hai cậu định về đấy hả? Tớ sẽ tham gia một tiết mục cá nhân. Còn tiết mục tập thể, các cậu tự tập với nhau nhé. Dạ thưa cô, em xin phép về trước ạ. Ơ này, bạn Trang, bạn Tuấn, với mấy bạn ở tổ 2 cũng bảo không tham gia. Có mỗi mấy đứa tớ thì làm sao tập được tiết mục tập thể? Giờ sinh hoạt hôm nay thay đổi một chút nhé. Cô sẽ cho các em tham gia một hoạt động nho nhỏ. Thích thế ạ? Thưa cô, hoạt động gì thế ạ? Các em chẳng bao lâu nữa sẽ lên cấp 3. Cô hy vọng rằng từ mấy trường này các em sẽ trưởng thành hơn. Cô muốn biết trong những năm qua cuộc sống của các em thế nào. Ai cảm thấy hài lòng với việc học, với bạn bè, thầy cô, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, giơ tay lên được không? Em. Dạ em nữa ạ. Cảm ơn các em. Bây giờ cô có một trải nghiệm nhỏ về hạnh phúc. Cả lớp mình lên tham gia nhé. Các em đứng lên bục này đợi cô một chút. Hay quá. Tuần này ai bị ghi sổ đầu bài sẽ thoát được điểm phê bình nhé. Tuần nào cô cũng cho tham gia hoạt động gì đó thì thích quá. Ồ, nhiều bóng bay quá. Trải nghiệm như thế mọi người nhỉ. Bây giờ cô sẽ phát cho các em mỗi bạn một quả bóng bay và một chiếc bút. Mỗi người hãy ghi tên mình cùng với hai từ diễn tả điều khiến mình hạnh phúc nhất nhé. Hay ký hiệu gì đó cũng được. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Không biết là trải nghiệm gì nữa. Cô giáo làm mình hồi hộp ghê nhỉ. Ừ, các em xong rồi chứ. Trải nghiệm thứ nhất như sau. Tất cả hãy cùng thả những quả bóng bay ra trên bục giảng này nhé. Rồi hãy bước hết xuống bục. Ôi, tất cả đều màu xanh. Chữ viết tên mình thì bé. Tớ chẳng nhận ra quả bóng bay của tớ nữa rồi. Ừ, chúng lẫn vào nhau rồi, làm sao mà thấy. Bây giờ, tất cả các em, trong vòng 1 phút, hãy tìm ra quả bóng bay có tên mình nhé. Nào, bắt đầu. Của tớ. Không phải, của tớ đây. Không đúng rồi. Vẫn không phải. Hết giờ, tất cả dừng lại nhé. Lộn xộn quá, bạn nào cũng cố gắng tìm quả bóng của mình mà có ai thấy đâu. Các em có ai tìm thấy quả bóng của mình không? Dạ không ạ, ít thời gian quá cô ơi. Bây giờ tiếp tục trải nghiệm thứ hai nhé. Cũng trong vòng 1 phút, các em hãy lấy quả bóng bất kỳ và gọi tên đưa cho bạn trong lớp có tên trên quả bóng đó. Bắt đầu. Bóng của Thanh Nga này, bóng của Trần Đức, Nguyễn Kiên, Hà Anh. Thu An này, tớ bắt được bóng của cậu rồi. Quả bóng của tớ cũng vừa có bạn tìm được. Cách này nhanh thật đấy. Ồ, đúng là tên và ký hiệu hạnh phúc của tớ đây rồi. Thưa cô, chúng em đều đã thấy bóng của mình rồi ạ. Tuyệt lắm, các em còn thừa hẳn 10 giây đấy. Cảm ơn các em. Bây giờ các em trở về chỗ ngồi của mình đi. Cầm theo bóng bay ghi hạnh phúc của mình nữa. Các em à, trải nghiệm vừa rồi của các em cũng chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đấy. Ai ai cũng kiếm tìm hạnh phúc,
kiếm tìm niềm vui của mình ở khắp mọi nơi mà không biết nó nằm ở đâu. Hạnh phúc của mỗi chúng ta chỉ có được dựa trên hạnh phúc của người khác. Hãy cho đi niềm vui, niềm hạnh phúc và các em sẽ nhận lại phần của mình. Mai sau càng trưởng thành, các em sẽ càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn lớp mình đoàn kết hơn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, cũng như các hoạt động tập thể. Như thế các em sẽ thấy thành công của cả lớp, niềm vui của tập thể cũng là niềm vui của chính mình. Đúng là thật khó để tự mình tìm lấy hạnh phúc của mình nếu không có ai khác trợ giúp, ngay trong những việc đơn giản nhất. Có những lúc một mình không làm nên điều gì, chuyện bài nhóm, rồi chuyện tập văn nghệ, bản thân mình chỉ có muốn cho qua nên không thấy vui. Cô giáo nói đúng, mình... Nàng tiên cá nhỏ. Ngày xưa, nơi đáy đại dương sâu thẳm, vua Thủy Tề sinh sống. Con gái út của vua là tiên cá Ariel, không chỉ xinh đẹp nổi bật mà còn sở hữu một chất giọng trong trẻo, mượt mà. Ariel, giọng hát của con rất tuyệt, nhưng bởi thế cha càng thêm lo. Hãy nhớ lấy lời cha dặn, con chớ bơi lên mặt nước. Nhưng cha ơi, cuộc sống trên mặt nước rất thú vị, hãy âu bay khắp chốn và đã kể cho con biết. Vậy là con đã từng bơi lên? Dạ, con chỉ bơi lên một chút thôi. Mặt đất không phải thế giới của chúng ta, con hãy cẩn thận và tránh xa loài người. Hãy nhớ lấy lời cha. Dạ. Dù vua cha ngăn cản, nhưng Ariel vẫn nhiều lần trốn lên mặt nước cùng với người bạn cá heo nhỏ và hải âu. Này, kia chính là tàu biển của con người. Họ chơi nhạc gì mà du dương vậy? Hỡi nàng tiên cá nhỏ, tốt nhất là mình hãy tránh xa con tàu đó. Trên tàu đó chính là con người. La 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 la. Tiếng hát đầu nghe trong trẻo vậy. Một giọng nữ ngọt ngào hiếm thấy. Nàng là ai? Ngày cuối cùng cũng đến. Con gái của vua Thủy Tề và một con người. Hỡi bão tố cuồng phong, hãy nhấn chìm con tàu đó. Mình phải cứu họ. Đây chính là cây sáo mà chàng ngân lên giai điệu ngọt ngào. Chàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thật may quá, chàng vẫn còn sống. Hình như hoàng tử ở phía bờ biển kia. Tạ ơn trời đất, chúng ta đã tìm thấy hoàng tử rồi. Một cô gái xinh đẹp đã cứu ta. Chính nàng là người cất giọng hát du dương. Khi ta thổi sáo trên biển, ta phải tìm nàng. Con đã cứu con người khỏi chết đuối có phải không? Thưa cha, con đã làm. Nhưng nếu không thì anh ấy sẽ chết đuối. Đủ rồi, con người sẽ không mang đến điều gì tốt lành cả. Từ nay, con sẽ bị cấm hoàn toàn việc ra khỏi thủy cung. Mụ phù thủy đã nhìn thấy tất cả sự buồn khổ của nàng tiên cá. Nhờ quả cầu pha lê ma thuật, cơ hội đã đến để mụ thực hiện âm mưu thống trị thế giới đại dương. Hỡi tiên cá nhỏ, ta đến đây chỉ muốn giúp nàng. Ngươi là phù thủy đại dương, làm sao mà ngươi tới được đây? Nàng không muốn gặp lại chàng hoàng tử tuấn tú đó nữa sao? Ngươi nói gì? Ta sẽ giúp nàng thành người. Có điều trong 3 ngày, nếu nàng không làm cho hoàng tử hôn mình, thì nàng sẽ trở lại làm tiên cá và sẽ là nô lệ cho ta. Và một điều nữa, ta phải có giọng nói của nàng thì mới có thể giúp. Giọng nói ư? Mất đi giọng nói thì làm sao ta có thể làm cho chàng yêu ta? Nàng vẫn còn khuôn mặt xinh đẹp của mình mà. Đây là cơ hội duy nhất cho nàng đó. Được, ta đồng ý.
nàng ấy đã quyết tâm lên bờ dù phải mất đi giọng nói. Cá heo nhỏ, dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ nàng. Đây là cây sáo của ta rồi. Nàng chính là người đã cứu ta phải không? Và chính nàng đã cất giọng hát ngọt ngào trên biển. La 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 la. Giọng hát ngọt ngào ấy, người con gái kia. Hải Âu phát hiện thiếu nữ kia chính là mụ phù thủy đã yểm bùa khiến hoàng tử mê muội. Giọng nói cô ta đang có là đã cướp của Ariel. Hải Âu đã cùng những người bạn bay tới phá đám cưới, lấy lại vỏ ốc chứa giọng nói Ariel. Tránh ra, lũ chim xấu xa, ta sẽ trừng trị bọn mi. Hoàng tử, đây là cây gậy đinh ba quyền lực của ta, bà hãy cầm lấy và thả con bé ra. Để ta xử lý nó tên người yêu khốn khổ của ngươi. Dù nàng có là một nàng tiên cá đi nữa, ta vẫn yêu nàng, chỉ mình nàng thôi. Mụ phù thủy bị trọng thương, sống dữ chồm lên nuốt chửng mụ. Vua Thủy Tề lấy lại được cây gậy đinh ba. Ông chứng kiến tình yêu sâu sắc của con gái và chàng hoàng tử dũng cảm. Con gái ta đã thực sự yêu chàng trai này rồi, ta nỡ lòng nào chia cách chúng chứ. Từ đó, nàng tiên cá trở thành một cô gái bình thường. Nàng sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi. Bài hát của Sơn Ca. Ngày xưa, ngày xưa, có một ông vua nọ, trong một lần đi săn, đã bắt gặp tình yêu của đời mình. Ông đưa cô gái về cung và tổ chức lễ cưới tưng bừng nhất từ trước đến nay. Cả đất nước ai cũng vui mừng chúc phúc cho nhà vua. Chẳng ai biết rằng có một người sinh lòng đố kỵ, đó là cô em, con mẹ kế của hoàng hậu. Một ngày, nhà vua phải đi xa. Nàng ở nhà giữ gìn sức khỏe, khi hoàng tử bé ra đời, hãy báo tin ngay cho ta trở về. Ta gửi gắm hoàng hậu cho em, mong em hãy chăm sóc hoàng hậu thật tốt. Dạ, ngài yên tâm. Thôi nào, chị hãy để nhà vua đi, có em ở đây, em sẽ lo cho chị. Khi hoa huệ nở trắng khu vườn, hoàng hậu hạ sinh hoàng tử bé, có má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Hoàng cung ư, nhà vua ư, hoàng tử đáng yêu ư. Những gì mà ta không có được thì hoàng hậu cũng sẽ không bao giờ có được. Hương ôi, chú bé xinh sao. Sơn ca, ngươi im ngay, không ta nhốt ngươi lại bây giờ. Hương ôi, chú bé xinh sao. Ôi, một chú bé xinh đẹp hơn cả ánh mặt trời. Dòng sông đã mang con đến cho ta, ta sẽ nuôi con khôn lớn. Thế là vợ chồng bắt đánh cá, mang đứa bé xinh xắn về nhà nuôi nấng dạy dỗ. Nhà vua trở về, nghe cô em gái báo tin hoàng hậu đã sinh ra một con mèo. Ngài không thèm nghe nàng giải thích, đã ra lệnh nhốt nàng vào ngục tối. Hoàng hậu vô cùng đau khổ, nàng chẳng thiết ăn uống gì, chỉ tựa cửa nhìn ra dòng sông, cầu nguyện một phép màu đưa đứa con thân yêu trở về với mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, hoàng tử nhỏ nay đã là một chàng trai 16 tuổi, nhưng ai cũng nghĩ chàng chỉ là một đứa con rơi con nhặt. Các bạn cho tôi đi đánh cá với. Đồ con rơi con nhặt mà cũng đòi đi cùng chúng ta sao? Cha ơi, có phải con là con rơi con nhặt không cha? Con chính là món quà dòng sông ban tặng cho cha mẹ. Ta trông thấy một chiếc giỏ trôi trên sông. Con nằm ở trong đó ngủ ngon lành. Ta đưa con về và nuôi con khôn lớn như hôm nay. Cha ơi, con muốn biết cha mẹ sinh ra con là ai? Con từ đâu đến?
Cha hãy để con đi tìm câu trả lời cho những băn khoăn này. Cháu xin chào bà. Chào con. Con cái nhà ai mà ăn nói lễ phép quá. Bà hỏi con là con cái nhà ai ư? Chính con cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, thưa bà. Con đừng buồn, ta sẽ giúp con. Hãy đi thẳng theo đường này và xin nhớ nghe theo những lời bà già này sắp nói ra đây. Nếu con có gặp một con chó mực to thì cứ thản nhiên đi qua, không cười mà cũng đừng nhìn nó. Tiếp đó, con sẽ tới một lâu đài lớn, con hãy bước vào. Con sẽ thấy một chú sơn ca đậu trên cây cổ thụ mọc lên từ chiếc giếng sau lâu đài. Hãy mang nó đi cùng con. Sơn ca sẽ là bạn đồng hành của con. Đừng bao giờ rời xa nó. Này chàng trai, cậu có chú sơn ca thật đẹp, hãy tặng cho ta, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho cậu. Thưa đức vua, sơn ca là bạn đồng hành của tôi không thể tặng ngài được. Ngươi dám từ chối ta, to gan, ta sẽ giết ngươi. Mẹ ngồi buồn tủi trong cảnh tù đây, cha con ở đây đòi vung gươm giết. Ngươi đang hát gì vậy, sơn ca? Sơn ca đang muốn kể câu chuyện gì với ta sao? Người gì xảo trá khiến chị khốn cùng, quăng cháu xuống sông, ông già vớt được. Sơn ca, bài hát của ngươi đang kể chuyện của ta phải không? Hãy hát lại cho ta nghe, ta muốn biết sự thật. Người gì xảo trá khiến chị khốn cùng, quăng cháu xuống sông, ông già vớt được. Ôi, con trai ta, sự thật mới đau đớn làm sao? Tại sao ta có thể mù quáng đến thế? Hãy tha lỗi cho ta. Ta cảm ơn ông đã cứu sống và nuôi nấng con trai ta. Ta muốn đón hoàng tử và cả gia đình ông về cung chăm sóc. Mong ông bằng lòng cho ta sửa chữa sai lầm của mình. Xin cả nhà hãy cùng về cung với con, thưa cha. Miễn là hoàng tử hạnh phúc thì ta bằng lòng. Mẹ ơi, con về đây với mẹ rồi. Đúng là con của mẹ đây rồi. Cuối cùng con cũng đã trở về với mẹ. Mẹ đã cầu nguyện điều này từng phút từng giây trong suốt bao năm qua. Ta xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta. Từ giờ ta hứa cuộc sống của hai mẹ con sẽ chỉ là hạnh phúc thôi. Từ dòng sông xanh, hoàng tử trở về trong vòng tay mẹ, xua tan giọt lệ đau đớn muộn phiền, hạnh phúc đáp đền sau bao cay đắng. Anh hùng quả đào. Ngày xưa ngày xưa, tại một vùng quê hẻo lánh ở Nhật Bản, có cặp vợ chồng già sinh sống. Họ không có con cái nên cuộc sống rất buồn tẻ. Hằng ngày ông lão lên rừng đốn củi, còn bà lão thì giặt giũa bên bờ sông. Hình như có một quả đào thì phải. Sao nó lại to đến thế nhỉ? Mình phải vớt lên mới được. Ôi, quả đào to quá. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ trông thấy quả đào nào mà to nặng như quả đào này. Chắc là ngon lắm đây. Ta cứ mang về, đợi ông nhà về thì cùng thưởng thức vậy. Này ông, hôm nay tôi có nhặt được một quả đào bên bờ suối đấy. Thế thì có gì lạ, quả đào này to lắm, lại rất nặng. Khó khăn lắm tôi mới vớt được nó. Tôi đợi ông về để cùng thưởng thức đây. Nó đây này, ông lại mà xem. Ồ, quả đào to quá nhỉ. Gì thế này? Là một đứa bé ông nó ơi. Trông nó đáng yêu quá. Phải rồi, thằng bé trông thật kháu khỉnh, đáng yêu biết bao. Lẽ nào đây là món quà của ông trời muốn tặng cho vợ chồng ta? Chi bằng ta nhận nuôi thằng bé, coi nó như con của mình vậy. Từ đó ông bà lão cùng nhau nuôi dạy đứa bé với tất cả tình yêu thương của mình. Họ đặt tên cho cậu bé là Đào Thái Lan. Đào Thái Lan lớn lên thông minh và khỏe mạnh, chẳng mấy chốc trở thành cậu bé khỏe nhất làng.
con quỷ lại sắp đến làng chúng ta rồi bà con ơi. Bao lâu nay lũ quỷ cứ đến quấy phá dân làng mình, không lẽ cứ mãi sống trong nỗi khiếp sợ thế này? Nay con đã lớn, xin cha mẹ cho con đi đánh quỷ. Làm sao con có thể đánh được con quỷ đó? Vả lại, nó còn có cả một bầy đàn nữa. Còn con, mới chỉ đang là một cậu bé con thôi. Con sẽ đánh được chúng. Xin cha mẹ cứ tin tưởng, cho con đi. Này anh bạn, cậu đi đâu đấy? Cậu mang theo gì trong túi thế? Tôi đi vào rừng, tiêu diệt bè lũ quỷ dữ. Tôi mang rất nhiều thức ăn ngon của mọi miền đất nước. Nếu cậu giúp tôi đến được đó, tôi sẽ chia thức ăn cho cậu. Mình cũng đã bị đói meo suốt bao ngày nay rồi. Chi bằng... Được rồi, tôi đi theo cậu. Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi. Này anh bạn, cậu đi đâu đấy? Cậu mang theo gì trong túi thế? Tôi đi vào rừng, tiêu diệt bè lũ quỷ dữ. Tôi mang rất nhiều thức ăn ngon của mọi miền đất nước. Nếu cậu giúp tôi đến được đó, tôi sẽ chia thức ăn cho cậu. Chúng ta phải tìm cách vào bên trong mới được. Để tôi vào trong trước mở cửa, các anh ào vào sau. Ta là cậu bé quả đào, đến diệt trừ lũ quỷ gian ác các ngươi vì tội đã quấy nhiễu cuộc sống của con người đây. À, kẻ nào dám đến đây phá bệnh, chán sống rồi hả? Đại vương, nguy to rồi. Thằng nhóc Đào Thái Lan đã đến hành động chúng ta. Nó tiêu diệt không biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta rồi. Ta là cậu bé quả đào, định diệt trừ lũ quỷ gian ác các ngươi đây. Ngươi mau đầu hàng đi. Một thằng nhóc nhãi ranh như ngươi mà đòi chiến đấu với ta ư? À! Xin ngươi, cầu xin ngươi hãy tha mạng cho ta. Ta hứa sẽ không bao giờ làm hại con người nữa. Và xin hoàn trả lại những châu báu đã cướp ở làng của ngươi. Ngươi phải thề từ nay không được tìm đến ức hiếp cuộc sống của dân làng chúng ta nữa. Tôi thề không bao giờ có chuyện đó nữa. Con quỷ đã trả hết của cải cho cậu bé quả đào. Cậu bé và những người bạn lại vượt rừng sâu, núi non để trở về nhà với niềm hân hoan chiến thắng. Rắc và cây đậu thần. Ngày xưa ngày xưa, tại một thị trấn phương Tây xa xôi, có cậu bé Rắc tinh nghịch hay làm biến, sống cùng với mẹ. Rắc, con còn chưa dậy đi à? Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa đi ạ, lạnh quá. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, con lúc nào cũng lười biếng như thế. Mau dậy dắt bò ra chợ thị trấn bán cho mẹ. Bán bò ư mẹ? Vậy thì lấy đâu ra sữa mà đổi lương thực ạ? Nó lâu lắm rồi có cho sữa nữa đâu. Bán đi lấy vốn mua hạt về trồng rau củ con à. Dạ, con đi ngay đây. Bán mày đi càng hay, đỡ phải vắt sữa nữa cũng nhọc. Con bò của cháu đẹp quá, có thể để lại cho ta không? Ta sẽ đổi cho cháu hạt đậu này. Không được ạ, sao cháu có thể đổi cả con bò lớn để lấy hạt đậu bé xíu này của ông chứ? Đây không phải hạt đậu thường, mà hạt đậu thần đây cậu bé ạ. Cháu hãy trồng nó và sáng mai nó sẽ mọc cao đến tận trời xanh. Thân của nó chắc chắn vô cùng, chỉ cần leo theo thân cây, cháu sẽ tới được một kho báu đây. Thế nào, cháu đổi con bò chứ? Những gì ông nói là thật chứ ạ? Tất nhiên rồi. Vậy thì cháu đổi cho ông, ông lấy con bò đi ạ. Nhưng cháu nhớ là chơi có tham, chỉ nên leo lên một lần thôi rồi chặt cây đi nhé. Cháu biết rồi ạ. Con dám đổi tài sản duy nhất nhà ta để lấy hạt đậu vô tích sự này sao? Nó là hạt đậu thần đấy mẹ ạ. Này thì thần này, con cái đã lười lại ngốc đến thế là cùng.
mau đứng ấp mặt vào tường, cấm con ăn uống gì hôm nay. Đói quá là đói, mẹ thật là... Lời ông lão ấy nói đúng là sự thật rồi. Mình phải chứng minh cho mẹ biết, mình không hề ngốc đâu nhé. Kho báu đây rồi. Ôi, mùi thịt nướng thơm quá. Chắc ở đâu đây thôi. Ồ, ta nghe có mùi hơi người. Có kẻ nào đó đang trốn trong bếp của ta đúng không? Mau ra ngay. Trời ơi, thì ra đây là cung điện của người khổng lồ. Hắn mà phát hiện ra mình thì xong đời. Ôi, có lẽ là mùi thịt gà thôi, chứ con người nào lại dám chui vào đây nộp mạng. Ôi, túi vàng, chỉ cần có được nó, mẹ sẽ không mắng mỏ mình nữa. Từ nay nhà mình sẽ giàu, khỏi phải làm gì. Con lấy đâu ra số tiền này? Mẹ ơi, chính là hạt đậu thần của ông lão hôm trước đấy. Mẹ cứ không tin con cơ. Con nói sao? Mẹ ơi, túi vàng này là từ cây đậu trượt xuống đấy. Mẹ cứ yên tâm đổi lương thực đi ạ. À, từ nay chúng ta tha hồ mà sống sung sướng. Không tin, mẹ ra mà nhìn xem. Đó là cây đậu thần mà, nó vươn lên tận mây. Đúng là cái thần thật rồi. Vậy thì tốt quá, mẹ sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho con. Phải lên đó tìm thêm báu vật mới được. Để cho ta một quả trứng vàng nhanh lên. Đây đúng là một báu vật vô giá rồi. Để cho ta một quả trứng vàng nhanh lên. Đúng là hoàn toàn bằng vàng. Mẹ con ta phải cảm ơn cây đậu ấy nhiều rồi. Nó thật vô giá. Ông lão thật buồn cười, lại bảo mình chặt cây đậu quý thế này đi cơ chứ. Kho báu vô giá của người khổng lồ trên kia, thỉnh thoảng ta lại đến. Cuộc đời này tha hồ làm biếng mà vẫn sung sướng. Bà la, hỡi đàn hạt, hãy chơi nhạc cho ta. Ôi, thật kỳ diệu. Có được cây đàn ấy thì tuyệt biết mấy. Cứu tôi với, hỡi chủ nhân. Một đứa nhóc đang lấy trộm tôi. Cứu tôi với, chủ nhân. Đứng lại cho ta, đứa ăn trộm kia. Thì ra chính là người bấy lâu nay đã lấy trộm vàng, gà thần của ta. Giờ con đến trộm đàn hạt, đứng lại. Thì ra nó theo cây đậu này đột nhập vào cung điện của ta. Mẹ ơi, mau chặt thân cây đậu cho con. Mẹ, cứu con. Từ nay ngươi mà còn dám bén mảng đến lâu đài của ta thì đừng có trách. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy Giác? Là con leo lên đó, chứ không phải cây đậu thần trả ơn mang gà thần và vàng đến phải không con? Mẹ ơi, con sợ lắm rồi. Đúng là con đã nói dối mẹ. Con đã leo lên cây đậu đến cung điện toàn vật báo của người khổng lồ. Con quá tham lam nên... Trời đất, tất cả là tại mẹ. Vì đã không tìm hiểu rõ mọi chuyện, mẹ đã không ngăn cấm con. Chuyện gì xảy ra nếu gã khổng lồ bắt được con? Con sẽ không thể đứng cạnh mẹ như lúc này đâu con à. Mẹ ơi, hôm nay con đã học được một bài học nhớ đời rồi. Con sẽ không bao giờ giấu mẹ điều gì nữa. Và con cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ, không làm biếng nữa đâu mẹ ạ. Được rồi, con yêu của mẹ. Con hiểu được như vậy là tốt rồi. Tháng và mùa. Con ăn nhanh rồi lên phòng đọc sách. Lát nữa chị cả về sẽ dọn dẹp. Chị cả, mẹ lại nhắc đến chị ta rồi. Ước chi chị ta không xuất hiện ở trong nhà chúng ta có phải tốt không? Con gái, chẳng phải có nó ở đây. Chúng ta sẽ có người dọn dẹp, có người lấy cỏ cho ngựa và giặt cho con những bộ trang phục hay sao? Nhưng mà, ai cho phép chị ta được xinh đẹp hơn con cơ chứ? Mẹ à, hãy nhìn thấy chị ta là con lại thấy bực bội rồi. Mẹ mau mau tìm cách đuổi chị ta ra khỏi ngôi nhà này đi cho khuất mắt. Thôi được rồi con yêu à, để mẹ nghĩ cách. Hãy đội chiếc mũ này vào và đi tìm cho ta một bó hoa tím. Mẹ, mẹ nói sao cơ ạ? Không nghe rõ gì sao?
Ta đã nói rồi, mày hãy lên đường tìm một bó hoa tím về đây cho ta. Nếu không tìm được thì đừng có mà về nữa, nghe chưa? Mẹ, trời đầy tuyết thế này, đào đâu ra một bó hoa tím cơ chứ? Chớ có phàn nàn, hãy tức tốc lên đường ngay và đừng có quay trở lại nếu chưa tìm được, hiểu chưa? Mẹ ơi, mở cửa cho con. Mẹ ơi. Cô bé đi mãi lạc vào trong núi sâu. Cô thậm chí không biết mình đi đâu nữa. Cha, cha ơi. Bên trên đỉnh núi kia không biết có gì mà lóe sáng thế nhỉ? Ta hãy cứ thử lên đó xem sao. Cháu chào các cụ ạ. Chào cháu. Cô bé, con đi đâu mà lại tới đây? Dạ, mẹ con bác con phải tìm và hái về nhà một bó hoa tím ạ. Trời tuyết lạnh giá thế này, cháu đã đi suốt đêm mà chẳng thấy bông hoa tím nào đâu ạ. Này ông bạn thân ba ơi, đến việc của ông rồi đấy. Cháu gái ngoan, ta sẽ tặng cháu không chỉ một bó mà cả một cánh đồng hoa tím cơ đấy. Nào, hãy nhìn đây. Ôi, tuyệt quá. Tuyệt quá. Nào, cháu gái ngoan, cháu hãy hái bao nhiêu hoa tím tùy thích và trở về nhà mau lên. Dạ, cháu cảm ơn các cụ ạ. Các cụ có phải là 4 mùa và 12 tháng trong năm không ạ? Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này thì đào đâu ra hoa tím cơ chứ? Chắc có lẽ nó đã bị hùm beo trong rừng sâu ăn thịt mất rồi. Giờ chỉ có mẹ con ta ở với nhau. Thích quá, thích quá. Mẹ ơi, mẹ ơi, em ơi. Ai đó? Mẹ ơi, con mang bó hoa tím về đây ạ. Nó vẫn còn dám quay về sao? Hả? Mày lấy đâu ra những bông hoa này cơ chứ? Dạ, chuyện kỳ lạ lắm mẹ ạ. Đó là những ông cụ thật đẹp đẽ. Họ ngồi xung quanh một đống lửa. Các cụ là 4 mùa và 12 tháng trong năm. Kỳ lạ quá, con phải đi lên đỉnh núi đó để xem sự thật có phải đúng như chị ấy nói không. Con sẽ gặp đúng ông tiên áo xanh có phép thuật ấy để xin ông ta một điều ước. Này, cụ áo xanh ơi. Cháu muốn gì nào? Tôi muốn gì thì liên quan gì đến ông? Tôi chỉ nói chuyện với ông già áo xanh thôi. Cụ áo xanh ơi, cháu muốn... Bà dì ghẻ đi tìm con cũng bị bão tuyết cuốn văng đi. Từ đó, cô bé sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Chàng nho sĩ và cốc thần. Ngày xưa, tại bản Mường, có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Nhà cửa chàng chỉ là một túp lều, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng chỉ có một con cóc tía nhỏ bé. Năm ấy, nhà vua mở khoa thi chọn trạng. Sĩ tử khắp các phương trời đều tấp nập về kinh dự thi. Thấy chàng nho sĩ vào kinh ứng thí, cóc tía xin được đi theo để bảo vệ và ở bên cạnh chàng. Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở lều này cóc nhé. Dạ vâng. Úi, ai kia? Mạch vẫn còn đập. Chắc người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi giống như ta. Ông ai? Con xem bộ, nó là người không có thủy chung gì cả. Hạng này nếu không phải là gian phi thì cũng là kẻ bội bạc. Cứu hắn làm gì? Gặp kẻ hoạn nạn mà không cứu chữa, không phải là người quân tử. Dù có khó nhọc bằng 10, ta cũng không thể bỏ qua được. Nếu hắn chưa đến ngày tận số mà được sống lại, thì ta lại có thêm một người bạn đường, càng hay chứ sao? Ông hãy để viên ngọc này vào mỗi người chết, thì người chết lập tức sẽ sống lại. Ôi, anh tỉnh rồi à? Anh là... Tôi là thí sinh lên kinh dự thi. Đi qua đây định vào trú nhờ thì thấy anh nằm bất tỉnh. Cũng may là anh đã tỉnh lại rồi.
Ôi, thế là chúng ta cùng đường rồi. Chúng ta hãy đi cùng nhau làm bạn trên con đường cho đỡ buồn nhé. Ôi, việc gì anh phải khách sáo mời tôi ăn ở quán sang trọng này chứ? Điều đó đâu sánh bằng việc anh đã cứu tôi đâu. Nhưng tôi có việc này thấy hơi lạ. Lạ ư? Hôm nọ tôi đi đường xa bị cảm nặng, các bạn đồng hành của tôi bỏ tôi nằm lại ở lều. Nếu không có anh ra tay cứu chữa thì tôi đã hóa ra ma mất rồi. Công ơn của anh sau này tôi xin đền đáp. Không biết anh có thuốc linh đan hay phép thuật gì mà cứu sống được tôi vậy? Tôi có viên ngọc cải tử hoàn sinh này đây. Tôi chỉ cần đặt viên ngọc này vào mũi thì người chết dù tắt thở đã 3 ngày cũng sống lại tức khắc. Thật vậy sao? Tôi có thể cầm nó xem một lát được không? À, được thôi. Ôi, nhỏ thế này mà có tài cải tử hoàn sinh ư? Ôi, đánh nhau, sao ai lại đánh nhau ngoài đường thế kia? Đâu, đâu? Kìa, anh làm gì vậy? Con vừa đi một lúc thì đã có chuyện rồi. Mà con đã bảo ông đừng có cứu chữa cho hắn mà. Nếu hắn là người tốt thì các bạn cùng đường chắc đã không bỏ hắn nằm chết ở giữa nơi rừng vắng ấy. Nhưng sớm muộn, viên ngọc đó cũng sẽ trở về thôi. Bây giờ ông hãy mau mau vào tâu vua, để sau này nhà vua xét xử hoàn lại cho ta viên ngọc. Đành vậy thôi. Nghe Cốc nói, chàng nho sĩ xin vào triều tâu với nhà vua và nói rõ đặc tính của viên ngọc cho vua nghe. Vua hứa là sẽ xét tìm hộ chàng viên ngọc và bắt phạt kẻ gian phi. Ôi con ơi, con tỉnh lại đi. Công chúa ơi, nàng tỉnh lại đi. Sao mới một đêm thôi mà con lại ra nông nỗi này? Tỉnh lại đi con gái của ta. Hai. Bấm hoàng thượng, thân sức hèn tài mọn, không có cách gì để cứu chữa cho công chúa. Tất cả giờ chỉ trông vào duyên của công chúa với cõi đời này thôi ạ. Người đâu, mau dán bản tìm danh y và thông báo khắp kinh thành. Ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tìm danh y cứu sống công chúa ư? Sẽ được tuyển làm phò mã ư? Hay lắm, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Và đây cũng là cơ hội hiếm có để ông làm nên. Sáng mai tên ăn cắp ngọc đội lớp thần danh y sẽ vào cung chữa bệnh cho công chúa. Ông hãy tìm cách xin vào, đi lẫn theo đám quan triều đình vào cung thăm công chúa. Khi nào thấy ai đem viên ngọc ra thì ông lập tức đến tàu vua xin cho bắt giam kẻ đó lại. Thả tôi ra! Thưa hoàng thượng, đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh và đây là cốc thần. Chỉ có cốc thần và tôi mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Hôm qua tên kia đã cướp giật lấy viên ngọc của tôi. Nhưng hắn không biết rằng hắn không đời nào sử dụng được viên ngọc nếu không có sự đồng ý của cốc thần. Nhờ ơn nhà vua, nay đã lấy lại được viên ngọc, tôi sẽ xin cứu sống công chúa. Tốt lắm! Nếu nhà ngươi cứu sống được con ta thì ta quyết giữ lời đã hứa. Ôi, công chúa tỉnh rồi, tỉnh rồi, tốt lắm. Như lời ta đã nói, từ nay cậu là phò mã. Còn tên danh y trộm, tên trộm kia, hãy mang nhốt vào nhà lao, chờ ngài xét xử. Được vua nhận làm phò mã, nhưng chàng nho sĩ không quên bước vào trường thi. Chàng đã làm được bài văn hay nhất trong đám sĩ tử và được các quan trung khảo chọn làm cạn nguyên. Cạn lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức phó tể tướng. Phó tể tướng lại càng yêu mến Cốc Tía và luôn giữ Cốc Tía ở bên cạnh mình. Khúc hát yêu thương. Alo. Cô làm ơn cho tôi xin số điện thoại của nhà ga. Đợi tôi lát. 9458. Ok, cảm ơn cô rất nhiều. Hồi đó, khi điện thoại cố định mới bắt đầu xuất hiện ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, thì việc chăm chú nghe mẹ nói chuyện điện thoại trở thành niềm vui thú nhất của tôi. Mẹ ơi, sao việc gì cái điện thoại cũng biết hết thế mẹ? Mẹ hỏi điều gì nó đều trả lời được thế? Nó là thần đèn hả mẹ? Có phải nó giống như thần đèn không mẹ? Cũng có thể coi là như thế đấy, con yêu à. Thế nó có biết nước Mỹ ở đâu không mẹ? Tất nhiên rồi con yêu. Tôi đã nhiều lần hỏi mẹ như thế, luôn thắc mắc
tại sao chỉ cần quay mấy số trong cái máy đấy và nhấc ống nghe lên là biết hết, cho đến một ngày. Xin chào, vui lòng cho tôi biết yêu cầu của bạn. Cô là thần đèn phải không ạ? À? Chào con đang có vấn đề gì cần hỏi cô ư? Dạ, hay cô giúp con giải bài toán được không ạ? À? Con đọc đề bài cho cô nghe nhé. Sao cô giỏi như cô giáo của con vậy? Ngày mai con có thể gọi cho cô nữa được không? Tất nhiên rồi, cậu bé đáng yêu ạ. À. Nếu muốn gặp cô, con hãy nhớ quay số trung tâm 105 và quay thêm số cuối là 8 nữa nhé. Thật ạ. À? À! Xin vui lòng cho biết yêu cầu của bạn. À, con đau quá. Alo, mẹ con không có nhà. Không ai ở nhà ngoài con cả. Con có bị chảy máu không? Không, một cái kìm rơi đúng chân con, đau quá. Con biết hợp đá chứ, hãy mở tủ lạnh và lấy một viên chườm lên chỗ đau nhé. Nó sẽ làm con dễ chịu hơn đấy. Sau lần đó, hầu như lúc nào rỗi, tôi đều gọi đến trung tâm 105 và quay số 8 để được gặp cô thần đèn của tôi. Con chim vàng anh của cháu đã qua đời rồi. Cháu rất buồn cô ạ. À. Nhưng cháu vẫn buồn. Tại sao một chú chim xinh đẹp, hát hay và mang lại nhiều niềm vui cho gia đình lại phải ra đi hả cô? Paul, cháu hãy nhớ rằng không chỉ có thế giới này, vẫn còn tồn tại một thế giới khác để các linh hồn đi về. Và có lẽ giờ đây chú chim vàng anh của cháu vẫn đang hót ở đó. Dù chuyện vui hay chuyện buồn, tôi đều cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc của cô. Sau mỗi lần được cô an ủi, tôi đều thấy dễ chịu đến lạ kỳ. Đi thôi, Paul! Gia đình tôi đã chuyển đến một thành phố khác, nơi bố tôi làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể quay số 1058 để gặp cô thần đèn được nữa. Cho đến khi tôi đã trở thành một cậu thanh niên, tôi lại một lần nữa tìm về thị trấn nhỏ ấy để được quay số gặp thần đèn của tôi. Xin chào, vui lòng cho tôi biết yêu cầu của bạn. Thật kỳ diệu, cháu lại được nghe tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đó là cô. Có phải không cô thần đèn của cháu? Một cái kìm rơi đúng chân con, đau quá. Chào cháu, Paul. Wow, sau bao năm cháu lại được trò chuyện với cô. Cháu tò mò không biết trong suốt thời gian qua cô ở đâu và có còn ở vị trí đó. Thời gian trò chuyện với cháu quả là quãng thời gian thật đẹp với cô. Chưa từng có một đứa trẻ nào khác như vậy. Cô đã dành nhiều thời gian nghĩ về những kỷ niệm đẹp đó. Giờ cháu đã lớn, tự mình đi đây đó. Cháu đã đến khá nhiều nơi trên bản đồ mà cô từng chỉ cho cháu rồi đấy. Cháu sẽ gọi lại cho cô khi kết thúc học kỳ này. Có được không ạ? À? Tất nhiên là được chứ. Cô gần như dành cả đời mình cho vị trí đó tại thị trấn nhỏ này rồi mà. Cháu chỉ cần hỏi gặp cô Mary. Cô Mary. Xin chào. Vui lòng cho tôi biết yêu cầu của bạn. Cho tôi gặp cô Mary. Anh là bạn cô ấy hả? Vâng, một người bạn cũ. Tôi rất tiếc phải nói với anh, Mary chỉ làm bán thời gian trong vài năm qua vì cô ấy bị bệnh. Cô ấy đã qua đời 5 tuần trước. Chờ một chút, tên anh có phải là Paul Villard không ạ? À? Vâng. Cô Mary có để lại cho anh một tin nhắn, một mảnh giấy viết tay. Đó là gì ạ? À? Tờ giấy viết là, hãy nói với cậu ấy, vẫn còn nhiều thế giới khác để ca hát, cậu ấy sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Cảm ơn cô. Chắc cô vẫn đang tiếp tục những khúc hát tuyệt vời ở một thế giới khác, phải không cô Mary? Những mẫu giấy vẽ hình trái tim. Phim dựa trên câu chuyện có thật của cô bé Elena, sống tại Cincinnati, Ohio, Mỹ.
Elena, Grace, vào ăn cơm thôi các con. Dạ vâng, chúng con vào ngay đây ạ. Ngon quá, là món bánh quy em thích kìa Grace. Còn đó là món súp bí ngô chị thích. Cảm ơn mẹ vì món bí ngô. Cảm ơn mẹ vì món bánh quy. Món bí ngô vàng sánh nè. Còn bánh. Elena, con làm sao thế này? Tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình tin này. Cô bé Elena đã mắc phải DIP, bệnh ung thư não đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em. Ung thư não ư? Nó có thể được chữa khỏi chứ? Công nghệ khoa học ngày nay rất phát triển rồi mà, đúng không bác sĩ? Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị. Bệnh phát triển trong tế bào gốc của não nên không thể phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Cô bé sẽ dần dần mất đi những khả năng vận động cơ bản, mất giọng nói, rồi tê liệt từng phần. Bác sĩ tiên lượng, Elena chỉ có thể sống thêm khoảng 3 tháng nữa mà thôi. Sao nó có thể bỏ chúng ta mà đi nhanh như thế được hả anh? Từng phút, từng giây của Elena bây giờ thực sự quý giá. Và chúng ta không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào của con nữa. Chúng ta sẽ dành hết tất cả thời gian còn lại để con được vui vẻ nhất. Elena và Grace sẽ không biết chuyện này, được không em? Cha, hôm nay nắng thật là ấm. Con sẽ được về nhà với Ray phải không mẹ? Tất nhiên rồi, con chỉ còn một vết sưng nho nhỏ thôi. Nó sẽ khiến con hơi khó nói một chút, nhưng bác sĩ nói sẽ sớm hết thôi. Và bác sĩ đã đồng ý cho con về nhà. Thật tiếc. Charlie, nằm yên nào. Elena, con thích đọc sách gì nào? Grace. Dạ, cuốn truyện có vẻ hay đấy. Con muốn mua cho em Grace ư? Con thấy tập giấy note này xinh chưa này? Mẹ sẽ mua cho con để con vẽ vào đây những gì con muốn, những gì con thích làm, được chứ? Ta-da! Súp bí ngô siêu phẩm của mẹ dành cho Elena Hade. Con bé vẫn luôn mong muốn có thể khiêu vũ với bố tại đám cưới. Chúng ta sẽ thực hiện mọi điều ước của con bé. Ba tháng sau. Em này, anh thấy một mẫu giấy Elena vẽ trong túi quần của anh. Là của Elena. Con cũng thấy một bức vẽ của chị Elena vẽ. Nó được kẹp trong con thỏ bông nè. Grace, hãy ngoan và nghe lời bố mẹ khi không còn chị bên cạnh nhé. Elena gửi lại lời nhắn cho chúng ta, cho cả Ray nữa. Con bé biết mình sẽ ra đi ư? Cảm ơn bố vì đã khiêu vũ cùng con. Yêu bố. Cảm ơn con.
Đó sẽ là kỷ niệm thật đẹp của bố. Con yêu mẹ. Những ngày sau đó, chúng tôi thấy những mảnh giấy hình trái tim ở khắp mọi nơi trong nhà, nhiều đến nỗi đầy cả 3 chiếc hộp lớn. Đến tận 2 năm sau ngày Elena mất, cả nhà vẫn tìm được những mảnh giấy như thế. Những mảnh giấy này là cách con nói với chúng tôi rằng mọi thứ sẽ ổn mà thôi. Mong rằng nhiều năm sau nữa, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy chúng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!